là cái bài gốc T này, chúng ta đi thăm nhịp và đi tách ra, nó là căn bản của cái bài này, chúng ta đi này luôn, cho nó trật tự. Rồi, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 6, 7, 8, rồi câu 2 bình thường, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8. Rồi bây giờ câu 3 của lớp T thì đi căn bản bình thường ha, bình thường thôi, để câu 4 lớp T thôi. Rồi câu 3 này, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8. Rồi đó câu 3 là bài 1 á. Rồi bây giờ câu 4 là lớp T. Rồi, 4, 2, 3, 4, 5. Rồi 6, 7, 8, 6, 7, 8. À, thêm cái này đó là ra bài 2, là chúng ta sẽ đi vào cái câu 3, nó là đóng cái bài này 5 bước, 5 câu, 8 bước, 5, 5 câu. Rồi, 5, 2, 3, 4, 5, 6, hết bài. Tức là nó thiết kế thừa cái bài 1, nhưng thực ra là trong cái bài lúc T tay, tay phải, nó gọi là bài 2. Rồi, chúng ta gặp lại bài này một lần nữa, rồi chúng ta chuyển sang trong bài vừa kia vừa sau. Rồi, 2, 3, lúc T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. Và câu 3 chúng ta đi bình thường thôi. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lúc này là lớp K câu 4 của cái bài đó. Rồi, 4 lùi, 2, 3, 4 ra sau là 5. Ra sau là 5 nhé. Rồi 6, 8, 6, 7, 8. Rồi cái bài nào thì ta phải đóng lại cái câu 3 lại. Là câu 5 nhé. Câu 5, câu 8 cái câu gì đó. Rồi, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xong bài này rồi. À, chúng ta sẽ đi bài vừa xong là cuốn, cuốn lưới cặp hông. Và chúng ta xoay ra chéo tay. À, thì khi ráp nhạc chúng ta sẽ ráp hai bài này cho nó trật tự.